Mới đây, đoàn công tác Bộ Công Thương đã có buổi thị sát và làm việc tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại nội và ngoại thành Hà Nội để khảo sát kiểm tra tình hình kinh doanh xăng E5, A92 trên thị trường. Qua khảo sát, ở một số cây xăng trong nội thành Hà Nội đã triển khai chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học. 90% người tiêu dùng chọn sử dụng xăng E5 A92, còn lại dùng xăng A95. Ở ngoại thành, phần lớn người tiêu dùng bước đầu chọn xăng sinh học. Qua quá trình kiểm tra một số cửa hàng nội và ngoại thành, đoàn công tác kết luận có cửa hàng đã thay thế hoàn toàn xăng khoáng A92 sang xăng E5 A92. Có những cửa hàng hiện trong quá trình chuyển đổi kinh doanh sang xăng E5 A92 nhưng cũng sẽ cam kết thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương trong việc triển khai thay thế xăng khoáng A92 bằng xăng sinh học E5 A92. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex cũng cho biết, tập đoàn đã triển khai quyết liệt việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E5 A92 theo chỉ đạo của Chính phủ, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Bộ Công Thương theo đúng lộ trình, thường xuyên có báo cáo Bộ Công Thương. Có thể nói, đây là thành công bước đầu trong việc triển khai thực hiện chủ trương đúng đắn của Chính phủ.